Thưa quý vị, vào sáng nay, người dân Hà Nội vẫn ra đường trong thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, càng về trưa thì trời càng nắng và không khí khá hanh khô. Vậy tình hình thời tiết các khu vực trên cả nước diễn biến thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21 tháng 12. Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 13 độ, có nơi dưới 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ, vùng núi 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Tại khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C.